Xin chào các bạn mình là Tiểu Linh Nhi đây. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem 5 loài động vật ngoại lai nguy hiểm nhất nước Mỹ. 5 loài ngoại lai xâm hại nguy hiểm nhất nước Mỹ. Đặc biệt là cuối cùng ngay cả nước Mỹ siêu cường với bom nguyên tử nhưng vẫn bất lực trước chúng. Nhưng mà bọn chúng mà xuất hiện ở Việt Nam chắc cũng phải chịu thua các bợm nhậu. Con ốc sên khổng lồ châu Phi đầu tiên. Loài ốc này có nguồn gốc từ miền Đông châu Phi. Nó to như một cái tô loại lớn. Loại này mà luộc chấm với nước mắm gừng thì khỏi nói luôn. Hàng trăm loại cây trồng có thể bị hại chúng không chỉ sinh sản rất tốt. Bạn thậm chí có thể bị nhiễm ký sinh trùng khi chạm vào nó. Vì vậy, gặp nó thì hãy tốt biến các bạn nhé 21 đừng dại mà chạm vào nó 22 thứ hai cá sấu mỏng vịt. Nó được mệnh danh là quái thú. Là một loài cá săn mồi nước ngọt lớn. Cá sấu mỏng vịt trưởng thành có thể dài tới 3 mét. Dài tương đương với một chiếc xe hơi và rất hung dữ. Nó có thể giải quyết các sinh vật bơi cạnh nó. Trong vòng một nốt nhạc. Và không có đối thủ trong tự nhiên. Nó chỉ sợ đội kích điện hiện đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Thứ ba, con rùa Brazil. Loại rùa này có nguồn gốc từ Bắc Mỹ. Ban đầu nó được nhiều gia đình nuôi làm thú cưng. Trong những năm gần đây, do làm mồi nhậu quá dở. Cho nên một số gia đình đã thả nó vào tự nhiên. Tuy nhiên trong cơ thể nó chưa vô vàng loại vi khuẩn gây hại. Vì vậy đội ăn sushi với mù tạc hãy cẩn thận nhé. Thứ tư, ốc sên phu sao. Chúng có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới Trung Mỹ và các vùng cận nhiệt đới. Những năm 1980 thời kỳ quán xá chưa nở rộ các loại ốc bản địa đã trở thành món nhậu thường xuyên khiến ốc sên lan nhanh trong tự nhiên nảy nở với cấp số nhân vì ốc sên bản địa không còn nữa thỏa mãn cơn thèm ăn của các tín đồ ăn uống ốc sên phu sao lớn hơn ốc sên bản địa năm lần nhưng đừng vì vậy mà các bạn tham đồ rẻ nhé của trẻ là của ôi thầy huấn có dạy rồi bên trong một con ốc chưa nấu chín chứa sáu nghìn ký sinh trùng những ký sinh trùng này rất có hại cho con người vì vậy hãy nhậu ốc hương chứ đừng nhậu ốc sên nhé Kể cuối cùng một món đặc sản hiện tại ở Việt Nam là cá lau kiến cũng nằm trong danh sách này. Loài cá này có nguồn gốc từ Nam Mỹ. Được giới thiệu vào năm 1980 như là cá cảnh. Khiến nó sinh sôi nảy nở mất kiểm soát. Nó vô đối về khả năng sinh sản và chịu đựng. Hãy thử lấy một con cá lau kiến thả vào một ly nước có nồng độ pH cao hơn môi trường nước sông Hồ. Kết quả nó vẫn khỏe re và không bị ảnh hưởng. Không có loài cá nào có thể tồn tại ở môi trường pH cao đến như vậy. Tuy nhiên ở Việt Nam nó thực sự sợ những bậm nhà.